Và trong cuộc họp báo chung sau đó trong cùng ngày, hai tổng thống của hai nước cho biết họ đã đồng ý về nguyên tắc đối với dự án phát triển đường sắt và hải cảng ở Bắc Hàn do Nga dẫn đầu, cũng như với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bà Park cho biết hai bên đã ký biên bản ghi nhớ cho sự hợp tác trong tương lai giữa các công ty của hai nước về sự liên kết hậu cần giữa Hachin và Khasan và đồng ý thúc đẩy cho dự án được tiến hành thuận lợi. Ông Putin thì đã nói, việc mở một sự liên kết hậu cần mới giữa Đông Á và châu Âu sẽ giúp làm giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng và sự hợp tác ba bên này không nên bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị mà phải là một yếu tố quan trọng cho sự thống nhất và hòa giải. Tổng thống Nam Hàn cũng cho biết hai bên đã đồng ý rằng Bắc Hàn không được quyền có vũ khí hạt nhân và quốc gia này phải thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Ông Putin tiếp lời nói rằng vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn có thể được giải quyết bằng phương cách chính trị và ngoại giao thông qua các cuộc đàm phán sáu bên. Ông Putin nói thêm, ông muốn Bắc Hàn quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân với năm quốc gia khác là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Nga. Vào cuối ngày, ông Putin đã tham dự lễ bế mạc của Hội nghị đối thoại kinh doanh Nam Hàn-Nga được tổ chức để thúc đẩy sự hợp tác chiến lược giữa hai nước.